Hiểu xin chào bà con, trở lại màn ảnh này. Hôm qua tụi em bán cái cục máy ERS đó, thì ông anh kia không lấy combo bình xăng con đó. Thì đây còn combo bình xăng con cục máy ERS đây, máy ERS bán 50 rưỡi, quá trời người ta điện luôn ha. Trời ơi, trái ga nè còn thẳng băng luôn, còn đẹp thì gơi hồng mạnh lứt luôn, còn mình lứt luôn. Xe này là ô đô đi 68.000, đúng cây đúng đồng hồ luôn á, chưa nhiều nè. Bình xăng con bao ga ti, bao xăng dư, còn tư xanh nha. Nè, ốc tán đâu còn tư xanh luôn. Bình có chày chỗ này miếng ha, chày chén đen miếng nè. Bán combo này 500.000 à bà con ha. Boe coa của ERS bán nguyên bộ như nè, 500. Đó, trên xe xài tốt bình thường, bao gam ti, bao xăng dư, đồ của nó còn đẹp, còn vàng đàng hoàng nha. Có hai con ốc này là cái phe luôn, lấy ốc này lấy dây thun băng lại để gớt mất đeo ốc này nè. Rồi, combo bình xăng con ERS ghi vô 500.000. Ở đây còn cái đồ này là đồ xe gì vậy? ERS đó ha. Cầm gai ERS luôn ha. Lấy bút lông ghi vô đây thêm vô đây nè. Để mai mốt mà cái này mình không biết cái của cái nào nè. Cầm ga ERS đây, ERS sẽ gắn quay A bình thường nha, KTL đúng rồi, mà KTL ERS nè. Cầm ga lại bán 100.000. Cầm ga có dây ga luôn bán 100.000. Cái cốc quá ông ta để mét đây, có ERS đây. À, lấy công dây thông cọc làm thôi gớt cái nhông ra ngoài. 100.000. ERS 100.000 nữa cái cốc đây. Hai cục gù này, xe này xe nào đây? Hai cục gù zin về nhà bà con sơn lại, bán hai cục gù này 50.000, mất tiêu hai ngóc rồi nha. Gù là xe nào sử dụng cũng được nè. Mày đi ra ngoài thử cái xe coi, đang gã cái xe đó luôn kìa. Phố này mà ăn gì phố ơi. Cái này là cái la phong của cho 610 đó đấy. Ai gỡ thì đưa ai gỡ chứ kìa. Rồi ghi cái la phong là la phong, ghi la phong 110 vô trong sổ luôn nha. La phong 110. Con chỉ ghi số thôi. La phong 110 đời 99 là tháng 10, 200.000. 200.000 la phong 110. Cái này là cái gấp của 110 rồi 99. Cái này hôm qua quay rồi mà. Cái gấp này 500.000 nè, gấp 110 99. Cái tem ở đây mới đúng à, hôm qua có quay rồi. Này quay chưa? Rồi bưng xuống đây chân. Đây là cục máy của quay 110 đời 99. 99 tháng 10 99. 29K5 5651. Số máy là 0038 856. 0038 856 đây ha. Xem cái giấy tờ đàng hoàng nha bà con, xem mua Hà Nội về không rút hồ sơ. 0038 856. 0038 856 đây ha. Đó. Đúng số máy, số sườn đàng hoàng, số máy đàng hoàng ha, cái sườn em bán rồi. Cục máy này nguyên zin luôn. Bán máy bình xăng con. Máy 99 có xúc bắp đàng hoàng nha, nó xúc bắp có số 8 đàng hoàng nha. Ốc đầu bò đẹp. Máy đẹp, máy chắc. Đầu nồi còn nguyên zin chưa chạm, cục máy này bán 18 triệu. Đó, ốc đầu còn đẹp gì đó.
Cái nắp xúc bắp này có dấu chỉnh, có dấu dặn nha, có dấu chỉnh đây nha. Đầu máy thì nguyên zin, nồi cũng còn nguyên zin. À, cái nắp tròn này chưa bể nè. Nắp tròn này còn xanh chưa bể luôn. Nước sơn lốc còn nguyên zin, có chạy theo thời gian. Cốc cho đạp đẹp thế kìa. Mấy ốc này cũng còn sáng luôn. Lườn rồi còn đẹp chưa nghe. Lốc số, lốc giữa còn đẹp. Gon nè, gon xanh vàng ghim theo xe. Đầu nồi còn ghim bít luôn á. Bộ số nè, không hú hí gì hết. Máy cho mừng ạ. Không lỗi. Rồi cái gon lá cờ qua lăng lưới điện đây còn hết trơn luôn nè. Đó, cục máy này 18 triệu nha bà con nha. KFL, chữ nhỏ. Ô, cái này chữ to. Chữ to, chữ nhỏ là nhỏ hơn. Rồi bao gồm boe, măng cá. Giấy xe luôn. Rồi dán lên đây. Dán cho dính vô đi. Rồi 18 triệu cục máy này đó, có xá xị luôn nè. Tiếp theo đây là cái boe của Trâm Mừ, 400 ngàn. Máy ốc cũng còn đẹp dưới đây. KFL đây. Rồi hai quay này không gãy, hai quay này quan trọng nhất của boe nè. Nếu gãy hai quay, một dây hai máy với một dây xá xị gãy là nó tồi đời luôn. Gãy là bỏ luôn á. Rồi cái boe này 400 ngàn KFL. Trăm mừ. Cặp te của Trăm mừ. Cặp te Trăm mừ bị mớp đây. Cặp te này anh pha. Lộn ha. Pha lộn cho mày. Cây kèn với cái bát chữ A của 99 đây, nó có gâu nè. Có cái bình nó quay đâu đây ha. Bỏ qua quên luôn đây. Bình này còn điện không, sạc vô luôn đi. Xá xị 110 99 còn trong đây, 200 ngàn. Lấy bút lông ghi vô đây luôn, xá xị 99, 200 ngàn. Giò đạp 110, giò đạp còn đẹp luôn, 250 ngàn. Xì sáng đẹp ở trong 4K, có ngóc số 8, hình như con ốc này nó sai, hình như nó thiếu găng là ốc này sai à. Đủ găng mới đúng ốc này, ốc cần số hay là rồi ốc cần số à. Ốc cần số rồi, dặn lộn vô đây rồi. Rồi cái này 250 ngàn. Lấy bút lông ghi vô này luôn đây, cái giò đạp Trăm Mừ 250 ngàn. Cầm ga, cầm đời Trăm Mừ. Cầm đời Trăm Mừ cộng dây ga này hư rồi nha. Bán chủ yếu cùm đề cho mười đây. Dây ga này hư tháo dây ga ra luôn. Cùm đề cho mười này chữ nó phai hết phân nữa nè. Còn xài được bình thường nha. Bán cùm đề này cho bà con là 300 ngàn.
Rồi cái cùm nhan bên đây nó bị gãy cái nút rồi nè, cùm nhan 110 nè, bán cho bà con là 200.000 luôn. Giờ thay cái nút này vô, còn xài được bình thường á, nó chỉ hơi gãy cái nút đó thôi. À, nhan bật qua bật lại nè, càng còi rồi còn bình thường, bán 200.000. Cùm nhan, bắp áo 110 đây. Bốn con bẩn, ba con cớp. Rồi sao lại bốn con cớp? Một cái xe đâu có bốn con cớp đâu. Cái này trên xe của người ta mình gã ra sao thì trên xe nó vậy. Ô cái ốc nó dẹo nhiều quá. Ốc 110, ốc áo 110 ghim theo xe nha. Một bộ ở trên xe nó như vậy thì hạ xuống bán cho bà con như vậy nha. Nè con này cốp này ba con là đúng, cái này dương con nè, mà ốc nó dặn nó dẹo quá, ốc kinh theo xe mà dẹo quá nè. Mấy con mặt nạ không dẹo hết trơn à. Rồi bỏ ốc áo này bán rẻ cho bà con đây nha. Bán 300.000 thôi. 300.000 bộ áo này. Bộ áo 1099, 300.000. Cái xe 1099 hôm qua đó. Áo 1099, 300.000. Đây là cái yên 110. Cái yên 110 mướp còn, đế còn, thay da. 99. 99 tháng 4 99 nè. 6 cục thun còn được nè ha. Người ta không có nói mua cái gì hả? Mua gì? Trời ơi. Không nói cho con nghỉ bán không luôn, giờ lấy cái bình xăng đây nghỉ luôn, bán cái lọc xăng cũng trả, cái bình xăng cũng trả về, cái lọc xăng mà cũng trả về. Trời ơi trời. Không vừa nói cũng dây khác. Nghỉ bán luôn. Rồi mướp còn dung nè, điên yên đế 99 mướp còn, đế còn chỉ bấm da thôi, yên này 800.000. Khi vô đế để sửa cái giá lại 800. Rồi đầu 110 còn gì nữa không? Hết thì thôi, cái clip này đầu 110 nhiêu đó là hết nha bà con ha. Vũ xin chào bà con, hôm nay xả một số đồ của khu chợ 2 cho hết hàng luôn ha. Cần số khu chợ 2 đây. Đó, ở trên nú này nè, có mòn có xét nè. Bán 150. Rồi, xong luôn rồi. Cái này 190 bán 150 nè, ghi ở ngoài sau đáy không ghi, ghi mặt tiền nè. Ghi cũng ghi mặt tiền, ghi ở mặt trái không ghi, cái này ghi mặt tiền nữa nè. Dở gì đâu á. Cái này 190 bán cái này 150 luôn nè, cái này xanh đẹp dữ dằn luôn nè. Rồi cái cần đạp đây ghi 190 sửa lại 150. Cái cần đạp đẹp dữ dằn luôn nè. Vô phụ 2 phụ neo được hết ha. Ghi đồng tay lái cô phụ 2 đây. Đó còn đẹp hết trơn luôn nè. Vô phụ neo, phụ neo với phụ 2 giống nhau. Cái gù này bị cong. Gù này ngay thẳng, gù đó bị cong. Gù này bị cong nè, bán cho bà con là cùm ga nè, cái cùm ga này 100.000 nè. Cùm ga là đây nè, 100.000. Còn cái ghi đông ta lái ba con ốc còn vàng ôm luôn 200.000. Giờ chúng ta sẽ gắn phu 2 và phu neo giống nhau. Ồ lộn. Ờ không, phu neo không được, phu neo không được, gắn phu 2 thôi. Gắn phu 2 thôi. Tại cái lỗ mà một cái lỗ có bắt đồng hồ khác nhau. Cục sạc có phu chờ neo. Ở cục sạc có phu chờ 2 250.000, cục sạc phu chờ 2 250. Gác chân ngang 2 tầng có phu chờ 2 200.000. Gác chân ngang 2 tầng còn xài tốt bình thường nha.
Trời ơi, chỗ này hơi cong rồi, giờ bẻ chỗ này lại nha. Chỗ này hơi cong, bẻ chỗ này lại, bán 200 ngàn à. Cặp phục trước có phu chờ 2 đây. Đó, chày 390 ngàn. Này bị xì một cây hả? Bị xì đây một cây nè. 390 ngàn. Cục kích đời bị gãy hoài 50 ngàn. Kích đời có phu chờ 2 mà danh Thái Lan nè. Bị gãy hoài à, còn hoài, còn gắn đồ được là xài được bình thường nha. Gắn vô gãy bằng keo quấn lại mua rẻ nè, mình mua cái giá có 50 ngàn quá rẻ luôn. Cục kích đời bà con bị hơi đi vô hãng mua 250 ngàn. Cặp phục sao mới, người ta mua mới rồi 300 ngàn bán 250 luôn đây. KTL. KTL này của KTL. KTL là của Quay A ha. Quay A rồi, mua cặp phục này, cặp phục của Quay A, KTL Quay A. Phục mới của KTL Quay A là 250 ngàn. 300 ngàn sửa xuống 250 ngàn. Cùi dĩa của phu 2 đây, gắn GS của phu Chanel bình thường 200 ngàn luôn. Cái cùi dĩa của phu 2 đây 200 ngàn, cùi dĩa còn đẹp nè. Gắn phu Chanel bình thường nha. 200 ngàn. Bát chữ A của phu 2 với cây càng ghiên còn kêu trong gõ đàng hoàng. Càng ghiên Thái Lan luôn nè. Trong gõ gàng đàng hoàng. Đó, 200 ngàn. Thùng xăng lớn của phu 2 đây. Nắp xăng còn đẹp. Bên trong đẹp và nắp xăng quá đẹp luôn. Báo xăng còn quá đẹp luôn. 350 ngàn. Thùng xăng lớn của phu chợ 2. Phu chợ 2 gắn phu chợ 2. 350 ngàn. Nắp xăng đẹp với cái phao xăng đẹp 350. Rồi hết chưa? Rồi hết, dẹp cái bánh sau của phu chợ 2 luôn. Hắt cái này qua cái hắt kia lại. Hắt cái này ra cái đem kia lại. Rồi, còn cái phu 2 nữa kìa. Ủa cái cùi dĩa phu 2 sao? À không phải đâu. Cái này nó dính chung cái này nè, không phải phu 2. Cái này nó đi chung. Cái bánh sau này là cái bánh sau xà đĩa. Rồi con heo dầu đâu? Heo dầu đĩa. Heo dầu đĩa. Heo dầu đĩa sao đâu các bạn? Heo dầu đĩa sao nó có cửa cọc chung ba thằng dính chùm. Thằng này vô đây để xài. Cái thằng này vô đây nè để xài cái bánh phu chợ 2 mà nó xài bánh đĩa sao, bánh sao á, bánh sao mà nó xài đĩa sao. Từ đâu đó đó, có cái cửa dính vô cái đĩa luôn, dính vô cái bát sao á. Nè nó xài cái đĩa rồi bánh sao về cho bà con chế lên xài đĩa. Bộ dao rồi hả? Có trời, dao lộn rồi. Rồi thôi luôn đi. Của nó bó chung này một chùm như nè, đừng có đây lạc lạc là gắn không được đó. Ở đây là cái má đùm sao nè, người ta chế cho nó xài đĩa nè, nó này gắn vô cái cửa này nè. Để gắn vô cái gấp của nó có cái cửa thọt vô đây nè. Đó, vậy nè. Cái đặc biệt là cái này là chỉ đi theo cái này thôi, không có bán riêng được. Và cái cùi dĩa của nó là chế theo này luôn, cùi dĩa lòng sâu nè. Lòng sâu cái này, lòng sâu nó để chế cái bánh sau của phu 2. Thì bà con giờ lấy cái đầm. Cái đầm nè, cái đầm lạ đời lắm. Cái đầm nè nó không giống người ta, cái đầm và cái đĩa nè. Thì cái này nói chung là sẽ cắt căm ra, bán cái đầm sau, cái đĩa với cái này. Hết trơn này là 700 ngàn cho bà con. Nguyên một cụm này là 700 ngàn cho bà con chế vô cái bánh của thằng phu chờ 2 để xài cái đĩa sau. Đó. Rồi ở đây cái cục pin sườn của phu 2 200. Cái bát chữ A của phu 2 với cái càng lô 80 ngàn. Cái cốc báo công tơ đầy mét của phu chờ 2 100 ngàn. Rồi hết trơn clip này nha bà con ha.